bạn mình tên là Hôi. Hôm nay mình sẽ ăn bò viên chấm với tương ớt với lại còn có cả xúc xích nữa. Nhìn cay chưa, bạn nào mà ăn thử rồi á thì nhớ bình luận xuống video cho mình nha. Ngon lắm. Ngon quá. Ngon mà cay quá. Ngon quá. Chấm tương ớt siêu cay luôn. Bò viên thượng hạng luôn. Bò xúc xích siêu ngon. Sau khi em mình có ăn không nha? Con cảm ơn ạ.